tam giác quỷ Bermuda. Đây là một trong hai nơi duy nhất trên trái đất có thể khiến la bàn chỉ sai. Ngoài ra, nơi này còn sở hữu một số rãnh dưới nước sâu nhất thế giới. Xác các phương tiện bị đắm có thể rơi xuống nắm mồ nước nằm cách mặt biển tới vài km. Phần lớn đáy biển ở Bermuda có độ sâu hơn 5.700 mét. Trong khi đó, gần mũi phía nam tam giác, rãnh Puerto Rico có độ sâu hơn 8.220 mét so với mực nước biển. Bãi cạn và rạn san hô nguy hiểm có thể được tìm thấy dọc theo thềm lục địa những dòng chảy mạnh trên các trạng san hô liên tục tạo ra mối nguy hiểm hàng hải. Vấn đề lớn nhất ở khu vực này thường là bão, dù không phải là nơi sản sinh ra bão. Những cơn bão từ phía nam và phía bắc kết hợp với nhau, nếu có thêm bão từ Florida sẽ tạo nên sự hình thành của những con sóng dữ. Chúng cao, có độ dốc lớn, có thể cao tới 30 mét. Tàu thuyền có kích thước càng lớn càng dễ bị nhấn chìm chỉ trong vài phút. Các cơn bão Caribe, Đại Tây Dương không thể dự đoán trước chúng có khả năng tạo ra vòi rồng gây thảm họa cho cả thủy thủ và phi công